ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy ta, và rồi ít lâu sau các con sẽ lại thấy ta. Vì vậy vài môn đồ Ngài nói với nhau rằng: Thầy bảo chúng ta, ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy ta, và rồi ít lâu sau các con sẽ lại thấy ta, vì ta về với cha. Điều này có nghĩa gì? Họ nói ít lâu có nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài muốn nói gì. Đức Chúa Giê-xu biết các môn đồ muốn hỏi Ngài nên nói rằng: Có phải các con đang hỏi nhau về câu nói ít lâu nữa các con sẽ không còn thấy ta, và rồi ít lâu sau các con sẽ thấy ta, có nghĩa là gì phải không? Thật, ta bảo thật các con sẽ khóc lóc, than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ đau buồn, nhưng sự đau buồn của các con sẽ trở thành vui mừng. Người phụ nữ lúc sinh nở thì đau đớn vì đã đến giờ của mình. Nhưng khi đứa trẻ chào đời thì người ấy không còn nhớ đến sự đau đớn nữa, mà vui mừng vì một người đã được sinh ra trong thế gian. Cũng vậy, bây giờ các con đau buồn, nhưng ta sẽ gặp lại các con thì lòng các con vui mừng, và không ai có thể đoạt lấy niềm vui của các con. Trong ngày đó, các con sẽ không hỏi ta điều gì nữa. Thật, ta bảo thật các con, bất cứ điều gì các con cầu xin cha thì Ngài sẽ nhân danh ta ban cho các con. Đến bây giờ, các con chưa từng nhân danh ta cầu xin điều gì. Hãy cầu xin đi, các con sẽ nhận được, để niềm vui của các con được trọn vẹn. Ta đã dùng ẩn dụ để nói những điều này cho các con, nhưng giờ đến ta không còn dùng ẩn dụ để nói với các con nữa, nhưng sẽ nói về cha cho các con một cách rõ ràng. Trong ngày ấy, các con sẽ nhân danh ta mà cầu xin. Ta không nói rằng ta sẽ vì các con mà cầu xin cha đâu, vì chính cha yêu thương các con, bởi các con đã yêu mến ta và tin rằng ta từ Đức Chúa Trời đến. Ta đã từ cha đến thế gian, và ta lại rời thế gian để về với cha. Các môn đồ thưa rằng: Bây giờ thầy nói rõ ràng, không dùng ẩn dụ nữa. Bây giờ chúng con biết rằng thầy biết tất cả, không cần phải có ai hỏi thầy. Vì thế chúng con tin rằng thầy đến từ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đáp: Bây giờ các con tin không? Nay giờ đến và đã đến rồi. Khi các con sẽ tan lạc, ai đi đường nấy bỏ ta lại một mình. Nhưng ta không ở một mình, vì cha ở với ta. Ta đã bảo các con những điều này để các con có sự bình an trong ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Khi phán những lời này xong, Đức Chúa Giê-xu ngước mắt lên trời và thưa rằng: Cha ơi, giờ đã đến. Xin tôn vinh con, để con cũng tôn vinh cha. Vì cha đã ban cho con thẩm quyền trên mọi loài xác thịt, để ban sự sống đời đời cho tất cả những người cha ban cho con. Sự sống đời đời là nhận biết cha là Đức Chúa Trời duy nhất và chân thật, cùng Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng cha đã sai đến. Con đã tôn vinh cha trên đất và hoàn tất công việc cha giao cho con làm. Cha ơi, bây giờ xin lấy vinh quang con vốn có với cha trước khi tạo dựng thế gian mà tôn vinh con trước mặt cha. Con đã bày tỏ danh cha cho những người cha ban cho con từ giữa thế gian này. Họ thuộc về cha, cha ban họ cho con, và họ đã vâng giữ lời cha. Bây giờ họ biết rằng tất cả những gì cha đã ban cho con đều đến từ cha. Vì con đã ban cho họ những lời cha đã ban cho con, họ đã tiếp nhận, biết con thật đến từ cha và tin rằng cha đã sai con. Con vì họ mà cầu xin, không phải vì thế gian mà con cầu xin đâu, nhưng vì những người mà cha đã ban cho con, vì họ thuộc về cha. Tất cả những gì của con là của cha, tất cả những gì của cha là của con, và qua họ con được tôn vinh. Con không còn ở thế gian nữa, con về với cha, nhưng họ vẫn ở thế gian. Cha thánh ơi,
xin gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con, để họ có thể trở nên một như chúng ta. Trong lúc còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha là danh Cha đã ban cho con. Con đã bảo vệ họ không để mất một ai, trừ đứa con của sự hư mất, để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Nhưng bây giờ con về với Cha, và con nói những điều này lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của con được đầy trọn trong chính họ. Con đã truyền lời Cha cho họ, và thế gian ghét họ vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Con không cầu xin Cha đem họ ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi điều ác. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian. Xin Cha dùng chân lý thánh hóa họ. Lời của Cha là chân lý. Như Cha đã sai con vào thế gian, thì con cũng sai họ vào thế gian. Con hiến dâng chính mình vì họ, để họ cũng được thánh hóa trong chân lý. Cha ơi, con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa, để tất cả đều trở nên một, như Cha ở trong con và con trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta, nhờ đó thế gian tin rằng Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng Cha đã sai con đến, và Cha đã yêu thương họ như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những người Cha đã ban cho con cùng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con từ trước khi sáng thế. Cha công chính ơi, thế gian không biết Cha, nhưng con đã biết Cha, và những người này biết rằng Cha đã sai con đến. Con đã bày tỏ danh Cha cho họ, và con sẽ còn bày tỏ nữa, để tình yêu mà Cha đã yêu con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.